Em xin kính chào các bác nha, đã đến với video của em, khách hàng Nhật Bãi. Hôm nay em giới thiệu đến các bác là hai cái nồi chiên không dầu Tefal, hàng Pháp xuất Nhật. Thì hàng này sử dụng trong thị trường Nhật, điện 100, chuẩn Nhật 100, các bác xem 110 vẫn được. Thì trong những cái dòng nồi mà kiểu nói là về nồi chiên á, thì là đây là cái dòng nồi mà có thể là các bác làm được nhiều món nhất trong những dòng nồi chiên. Mà xài thì bền bỉ, các bác có thể là mình vệ sinh tháo rửa nó cũng cũng dễ dàng sạch sẽ nữa các bác. Thì đây nó những cái hàng em bán thì là hàng dùng nước nha, cho nên là nó còn cái sách hướng dẫn, thì người ta hướng dẫn mình làm là rất là nhiều món luôn, không phải là chiên không dầu mình để mình chiên mình nướng thôi các bác, nhưng mà mình còn làm rất là nhiều món. À, ví dụ như là người ta hướng dẫn mình làm cơm chiên nè, rồi người ta làm đồ xào nè, đó cái này kia đủ thứ trên này các bác. Vì cái nồi này nó rất tiện lợi, nó đảo như một cái nồi chiên, một cái nồi mà mình chiên xào chuyên nghiệp gì đó, nó có cái tay đảo mà mình không muốn đảo thì nó cũng không đảo theo ý mình luôn, mình muốn đảo thì nó đảo rất là nhiều món. Nè bác nào mình về mình dịch cái tiếng gì Nhật qua tiếng Việt mình á, mình coi người ta hướng dẫn mình làm rất nhiều bánh luôn nè, nó nhiều lắm nha các bác. Rồi thì bây giờ để đi vào chi tiết đi, cái nó hồi nó mất thời gian. Thì đây là hai cái mẫu hàng dùng nước mới thì tầm 95% hết nha, là nó rất xịn sò này các bác nè, cái tay của nó gập xuống như nè, còn mình lấy lên thì nó vậy, bấm đi thì nó đi lên thôi. Còn cái này là mình vẫn lấy ra được luôn nè, mình đem đi rửa vệ sinh rồi cũng rất là tiện lợi nè các bác, chứ không phải là như những cái nồi kia khác nha, những cái nồi khác thì kiểu nó gồm gà lắm. À, mình lấy ra mình đi rửa rồi luôn dễ dàng là mấy cái rác nha. Nè bên trong nè các bác, thì mình xài thì mình gắn vô cũng đơn giản, thao tác đơn giản thôi các bác. Nó mình để gì nè, nó gì là vô khớp nó rồi nha, khớp đúng khớp chưa, rồi đúng rồi đó. Thì như em nói nó có cái tay đảo nữa các bác, nó sẽ đảo quanh khi các bác chiên cơm gan cơm thì nó rất là ok. Thì nó lấy lên đem ra mình đem rửa, thì mình đi rửa thì mình lấy cái này ra mình đem rửa với cái này như em nói vậy nè, nó có hai cái mắt bấm hai bên là mình bấm hết cái mình lấy ra thôi, nó dễ dàng vậy. Rồi xong mình sẽ đem đi rửa đó, đó nó đơn giản vậy ha. Còn cái này thì mình không có, mình lau chùi sơ thôi chứ nó không có bẩn. Cho những cái nồi chiên không dầu khác thì nó kiểu như nó rất là coi như là gồm gà, còn như cái này thì nó rất là dễ dàng sử dụng, mà những bác mua hàng thì cũng bán cũng kiểu như là kiểu cũng rất là kiếm nó mua á. Đây em quay một vòng rồi em quay vào thông số các bác xem, nó gọn này các bác này, đẹp nha. Bác nào thích màu đỏ thì lấy màu đỏ, một bác nào thích màu trắng lấy màu trắng, hai cái đều mới gan nhau hết. Nó có quạt để tản nhiệt. Rồi bắt đầu em đi vào cái thông số, cái thông số nó nằm dưới đây nha. À, quay cũng quay ngược rồi, để em quay lại. Rồi em lật lại đúng cái bề các bác. Thì nó có con dây này, nó quấn quay con dây vào đây nè. Đây là cái thông số. Thì Tefal Made in France, hàng Pháp xuất Nhật, điện chuẩn Nhật 100, công suất 1150W. Các bác xài được nguồn điện đang gửi 2000 cho em nha. Em đang bán được nguồn điện 2000, giá là 550.000 đồng. Nó nguồn điện 3.000 thì em bán với giá là 700, các bác xài hai nồi cơm hay là vật dụng cùng lúc cũng được. Thì cái này thì nó có mi gan vậy thôi các bác, thích màu trắng lấy màu trắng, còn mà thích màu đỏ lấy màu đỏ, nó có mi gan vậy thôi, em nhảy lên vậy thôi. Nó cũng có tay này, tiêm thêm kim điện vào cho các bác coi, cái này nó cũng như cái kia thôi, nó bấm vào đây nè các bác, đó là cái này nó nhảy lên nè, mình để xuống cho nó xính xuống rồi mình lấy nó ra, cái này thì mình lấy nó ra nó vô là nó thoải mái luôn. Bấm vẫn bấm vô đây cho em nè, đó là nó nhảy ra liền rồi đó, nó đơn giản như thôi. Nhưng các tiện lợi, những các cô các chị rất thích cái mẫu này luôn các bác. Thì lúc trước em cũng có về được một hai lần ha, nhưng mà sau này thì không thấy đẹp nữa nên em không lấy, nhưng mà đợt này thì em có được cái đẹp ưng ý. Nói chung em bán cho các bác xài nhưng em cũng phải ưng ý nên em mới có lấy, chứ nên còn nếu như mà lấy mà để có mà bán thì em cũng không lấy đâu. Bán phải nó đẹp cũng tốt, chất lượng người ta mua người ta hài lòng. Đây một vòng cho các bác xem nè, công suất thì nó cũng mi gan vậy thôi. Ôi cái này hả, cái này nó mới hơn ha, nó còn có siêu nữa nè các bác. Nó xài kỹ quá, nó còn có siêu nữa nè. Mình để đây đi, bác nào mua thì về tháo cái siêu ra cho các bác đi. Máy cát luôn nè, cho các bác thấy không. Nhưng có cái quạt tản nhiệt cũng mi gan vậy thôi, chứ không có gì khác hết. Rồi bây giờ đi vào cái thông số thì cũng y gan kia thôi các bác nè, đó nó không có khác cái gì đâu mà mình quay thì cũng phải chi tiết.
hay dây điện nè. Còn bây giờ em cắm điện, em hướng dẫn các bác những cái cơ chế, nó cũng đơn giản thôi các bác. Nó có mấy cái cơ chế hoạt động này là mình chỉnh nhờ cái, nó có ba cái cơ chế là nó đảo đều rồi đảo ngược dòng rồi nó không đảo, hoặc là nó không xây cái này này, nó không xây cái này này, đó là nó ba cái chế độ với mình bấm tắt cộng trừ vậy thôi hả, chứ không có gì nhiều. Rồi thì bây giờ em sẽ đi vào cái phần cắm điện cho các bác. Nay nay mua thì liên hệ qua Zalo 0919407501, em ship hàng toàn quốc có cọc, em bảo hành cho các bác là 6 tháng thì xài cứ đúng điện 100 giùm em nha, 110. Làm game điện thì đèn sáng lên nè các bác, nó có mấy cái chế độ nè. À, như em nói là chế độ 1, 2, 3 thì nó đang chế độ 3 nè. Nè mình chỉnh cái thời gian mà mình muốn nướng nè, rồi xong mình bấm lúc này là nó sẽ hoạt động thôi. Đó, nó hoạt động luôn đó các bác. Em lấy lên cho các bác xem nha, chế độ này hình như là nó không có xây cái gì ta. Mở ra thì nó tắt luôn. Nó không là nó nóng lắm, nãy chưa gì là nóng nè. Nóng vô không bấm lại cho nó xây. Ở cái chế độ này nó không có xây, đó nó hoạt động rồi đó các bác, nó kêu rồi đó. Nhưng mình không có xây nha. Các bác có thấy không ta? Sao đen vậy, sao thấy? Bây giờ mình tắt đi. Mình dính về cái chế độ cho nó có xây. Cái này là xây nửa vòng thôi nè. Có lợi là xây nửa vòng, xây nguyên vòng rồi đó, vậy là nó xây đó. Vậy là nó hoạt động rồi đó. Coi nó có xây không? À, nó xây kìa các bác, các bác thấy nó xây không? Đó, nó xây đó. Cái này là nó xây nguyên vòng này. Là nếu cái chế độ này các bác là nấu rang cơm, chiên xào rất là ok luôn á các bác. Mình tắt cho em khi không sử dụng rồi nó tắt cái này. Rồi chế độ thứ ba là chế độ gì đây? Hình như chế độ thứ ba là chế độ đảo phân nửa hay gì. Cái nào các bác chỉnh này muốn nướng 15 phút, 5, 7 phút bấm vô đây cho em thôi, rồi bấm đây là hoạt động, bật tắt lúc này. Nó đang xây đấy các bác, nó đang xây. À cái này là nó đảo chậm, nhanh lắm, nóng lắm nha các bác. Đó, nó đảo chậm từ từ. Nó đảo hết không ta, hay là nó đảo nó cũng đảo hết luôn nhưng mà nó đảo chậm. Đó thì hoạt động ok đó, cái đó tắt cho em, mở ra cho nó bay cái hơi nóng ra. Em cũng có một cách xài như thế này nha, em gan đậu á, em bỏ vào nó rất là ok luôn. Bây giờ chỉnh chế độ đầu tiên thì nó không có xay nha. Bây giờ chỉnh cái thời gian đi em, rồi mình bấm thì là chế độ thứ hai là nó xay nè. Nó bắt đầu nó xay này các bác nào, nó xay đó nha. Đó, nó xay đó, là chế độ là thứ hai là nó xay đều nhanh luôn, còn chế độ thứ ba thì nó sẽ xay đều nhưng mà chậm. Cái nào cũng vậy thôi. Bây giờ mình tắt nè. Giờ mình chỉnh cái mức 2, 3 đi, mới 3, 2 xong vậy đó, mình chỉnh 3. Nó còn đang chớp, từ từ. Giờ đây các bác hết chết, giờ mình chỉnh cái chế độ 1, chế độ 3 nè. Mình chỉnh thời gian cho nó hoạt động đi. Rồi, bắt đầu hoạt động nha. À, cái đầu ba thì nó sẽ xây từ từ đó các bác. Trời ơi, tối quá sao thấy gì đây. Nó xây từ từ thôi. Thì nói chung hai chung quy hai cái nó hoạt động gan nhau hết. Cái hàng này là mới tầm 90 đến 95% hết các bác. Thôi giờ mình tắt đi, mở lên cho nó hả hơi nó ra. Nóng nhanh lắm. Nóng nhanh lắm nha. Đó, thì mình mua cái nào thì mình chụp hình gửi qua Zalo là 0919407501 thì em ship hàng toàn quốc có cọc. Thì những mẫu thương như thế này em bán giá cho các bác là 2,5 triệu một, em bán 2,4 triệu thôi. Cọc thì cọc 400 lẻ cho em nha, còn chuyển đủ thì em bao ship cho mình toàn quốc, em bảo hành 6 tháng, xài thì điện 100 và 110 V, công suất thì các bác xài 1,500 cho em. Thì em đang có bán đổi nguồn điện 2,000W với giá là 550.000 đồng, đổi nguồn điện 3,000W em bán với giá là 700. Thì bác nào mình đang có nhu cầu sử dụng hàng Nhật, mình yêu thích đam mê hàng Nhật thì mình mua những cái mẫu như thế này dùm xài rất là tiện lợi luôn các bác. Nè, nấu rất là nhiều món luôn nè các bác. Về mua tải cái app của Google dịch đó, rồi các bác mình dịch ra rồi mình làm theo cái này nè, nó có hướng dẫn cho mình luôn nè, rất là ok. Thì hết video hay các bác, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chúc các bác cùng gia đình xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe. Em chân thành cảm ơn các bác.